Giờ phúng lao phải theo lao. Ủa em thấy thằng nào thằng này phải không? Rồi ok. Phúng lao phải theo lao. Đúng rồi, không có cái lao nó gãy nó chết luôn à. Hai người đứng là sai nè. Đứng một hàng một thôi mấy cha. Đó coi đi lùi lùi xích lên nó ơi, cái dù cua không thọt bà nè. Xích lên. Anh. Hả? Được rồi, được rồi, được rồi, để chị đi. Chị xạo. Không ai chiều đâu. Phải đi tệ lắm, cũng chừng 3 tiếng là mới tới à. Ai từ chiều, có ai cũng nói từ chiều. Rồi ưu tiên, u muốn chết luôn, u khói u luôn hà. Mọi người biết á, đó ưu tiên trong nít. Con nít người già là ưu tiên. Mà bây giờ nó nghe nè, con nít mà ác cái gì nè, cho con nít đứng canh, người mẹ ra ngoài ngồi uống nước nhẫn nhơ gì nè. Ồ, giống như có gì nè, con nít lo con nít vô đi mua thẳng tay luôn, mẹ với ba đứng ở ngoài. Ồ, cái không có khó chịu lắm. Không phải tội nghiệp, thật sự tội nghiệp là tội nghiệp những người đang đứng. Đây nè, có nhiều người đứng hồi đầu mùa tôi cũng mùa 2-3 tiếng, mà bây giờ tự nhiên khơi lại đưa con nít, có nhiều người chở bà lão lại nữa, chở bà già lại nữa, kêu bà già đi vô mua, cái mình thấy bà già mình không nở, cái mình đưa cho bà già, cái sao quay xài lợi mình bị mỉa mai, không bán cho bà già mình bị mỉa mai, mà tội. Không còn gì nữa đâu, đang đợi. Đang đợi bánh tráng, mai mốt coi em ổn định em cũng lấy bánh tráng mè, bánh tráng sa tế gì về bán. Bán cho lẻ lẻ cho mọi người, ví dụ mà mọi người chưa có ăn bánh tráng thì kịp ăn bánh tráng đó. Ồ, ta ăn đỡ buồn. Thì cái đó là như vậy, rồi có tìm thêm. Chưa có tình trạng là gì nào. Chuyên gia là gì nào biết không mọi người? Đi ba người là hai người quen nào đó, rồi thêm cha với mẹ đi theo. Rồi đi theo đã đời rồi. Tới ngồi cái chỗ đó đó. Kêu con ưu tiên nít là đi ra đi. Rồi ba bốn đứa vô. Trong cái đó mình cũng có con nít mình bán. Vì đứa nó có đầy đủ hết trơn, đem lại cho gia đình nó, nguyên gia đình nó đứng sau một có 6 người bịch. Còn những người ta đứng đây người ta có 2 người bịch còn mềm ta lắm. Em bán tính ra rõ ràng là đầu nào em cũng lấy tiền. Một bịch em cũng lấy tiền, 2 bịch em cũng lấy tiền, 10 bịch em cũng lấy tiền, con nít em cũng lấy tiền, bà già em cũng lấy tiền. Nhưng mình phải nhớ là như vậy nè, người ta mình lấy tiền nhưng mình phải hiểu cái luật. Với lại những người ở đây người ta không phải là người tu, người ta đâu có thể nào nhẫn nại từ đầu mùa tới cuối mùa được. Có nhiều người ta đi, người ta đứng đợi lâu, người ta bỏ về đó. Mình phải hiểu được cái câu chuyện đó. Có nhiều người nói, ủa tại sao ưu tiên chung nít, hôm bữa ưu tiên nít. Ưu tiên chung nít, nhưng mà con nít bị lợi dụng. Bị lợi dụng có đem cho con nít hoài. Cái hồi các thi thấy gì. Còn có nhiều trường hợp á. Các thi thấy chạy xe hơi á, đậu ngoài đầu đường là bị kẹt xe. Các thi ưu tiên cho xe hơi, cái tí xíu không đi ngồi nữa, cái thì ưu tiên nữa, đòi đúng 8 phần mới chịu đi. Mà giờ thử sao, cái thì giận luôn á, cái thì nói không em bán cho mọi người thật sự một, nếu mà gặp bình thường là bán 10 phần cũng được không giận, nhưng mà gặp này là mọi người đang đứng đợi em phải giận tội nghiệp mọi người. Chứ thật sự mọi người biết không, mọi người đều là khách của các thi, mà đi xe hơi cũng là khách, mua một bịch cũng là khách, mà già trẻ bé lớn lùn hay là xấu gì cũng là khách của các thi. Cho nên các thầy bán là các thầy muốn gửi điều hết cho mọi người được đợi. Ví dụ mà ai muốn mua nữa đánh cái vòng lận. Có nhiều người kỳ lắm nha. Vô á, bắt buộc mình phải đưa trước cho họ. Nhưng mà mình buôn bán, ai cũng là khách của mình hết. Tự nhiên bây giờ mình đưa bên đây không có. Chị thấy cái cảm giác mà, cái cảm giác là như vậy nè, chị đứng không? Mà các thầy có phần bánh, các thầy không đưa cho chị, mà các thầy đưa cho người đang đứng khơi khơi ngoài. Chị thấy cảm giác khó chịu. Tuy là bà bầu, tuy là bà già, tuy con nít, chị cũng giảm cảm giác rất là khó chịu. Vì tại sao? Vì chị là người bình thường chứ không phải chị là người tu. Mà người tu chưa chắc gì nhẫn nại người ta mạnh như vậy nữa. Nó thật luôn, đúng không? Cho nên mình phải hiểu cái lý đó. Cho nên các thi mới bắt buộc là ngồi hết, đứng hết luôn đi. Nhưng mà con cái là mấy bà lão tội nghiệp. Nhiều khi á, mình thấy như vậy á, chở bà lão đi tay tay vô đây nè. Con đứng ngoài, ưu tiên cho bà già. Con đứng ngoài, phải chỉ là cho bà lão ngồi. Con đi vô được nha, không có đâu. Bởi vì cho nên có thi sợ lắm. Ít người làm sao mình lo vậy? Không phải chị,
cái công đoạn bánh chén nó không phải như mà cầm bánh trắng trắng bỏ vô, không phải. Cái công đoạn của em đang làm á là em đã trộn sơ đồ vô hết rồi, em mới bỏ vô, em lại niêm đồ vô nữa, rồi niêm đồ vô nữa. Cái kỹ thuật em làm á nó bị gọi là sao, rườm rà, cho nên nó rất là lâu. Một da 10 phần nó rất là hiếm, mà đến khi ăn vô á thì chị sẽ cảm thấy nó ok và gọi là không biết vừa miệng, không biết cái sử dụng. Có nhiều khi nó niêm mặn nữa, tại vì nó niêm bằng tay không, mà không có niêm khuôn khổ, nó dùng một muỗng đều hết hay không có, nó bóc cái này bóc cái kia bóc cái vô đó, rồi nó cứ chụp rồi nó bỏ vô, thì trong đó thì có vị ngọt, vị mặn, vị thanh như thế nào. Nhưng mà thường thường của em ăn là nó đa số nó vừa miệng, cái khẩu vị của người ta đa số là ăn vừa miệng. Chị đâu? Tân Phú. Không, chị Tân Phú gần có nhiều người Vũng Tàu. Vừa chạy lên mà ăn được tiếng hồ chạy về. Thiệt mà, có nhiều người á ở dưới Tây Ninh chạy lên em hết đi về. Có như vậy luôn á chị. Nhưng mà bây giờ á, tại vì vấn đề chính là cái do là lỗi của người ta, không phải là lỗi của em. Lỗi của người ta vì lý do tại sao? Vì các thi á nó rất là rõ là như vậy nè. Các thi nó rất là rõ là như vậy nè. 3 giờ các thi bán tới khoảng 8-9 giờ, mà các thi có nói là khoảng 8 giờ thì đừng nên đi. 8 giờ rưỡi rồi, đừng 8 giờ là đừng nên đi. Anh nhớ không theo gì đó. Các thi quy vậy đó. Khoảng 8 giờ đừng có chạy qua đây. Tại vì 8 giờ thường thường là bánh nó ra khuôn. Đó, vô mẹ không đó. Mẹ còn có cái vòng nữa là tới rồi con nghe. Tội chứ. Ở trong nó ra bánh tráng nó trộn sơ rồi nó chiết ra rồi nội xoài. Mọi người biết á, kỳ công lắm, mệt lắm. Không đâu, nói gì chứ mọi người cứ tính đi. Người hai bịch mà đợi lâu thì nó khoảng cách ra dài lắm. Ông nội kia đi ngang, ui đông quá ha. Đi lợi, thấy có nhiều đó khách, đông quá ha. Mà cũng có nhiều đó khách, đâu phải là khách đi vô đi ra thì có nhiều khách, người ta đứng đợi lâu người ta mới tụ lợi chứ. Thật sự tính ra có nhiều đó khách thôi à. Rồi cái thành phần mà lời thì chắc hẳn là mình bán ít nhất thì nhiều gì mình cũng phải lời, em nói thật. Nhưng mà cái lời của mình á, ai cũng nói lời mấy chục triệu, 100 triệu, no, không có ham. Vô đây 100 triệu đi, vô đây 200-300 triệu, vô đây nè 10 triệu nè, không ham đi chị. Chị thấy á, em nè, nhiều khi em đi dự event, đi chương trình này kia nào, tao mướn em 10 triệu, 20 triệu, khi nào em muốn đi. Mà em chấp nhận em ở nhà, em kiếm em lời, nhiều khi lời có 5-3 triệu, nó thật luôn. Mà nhiều khi 5-3 triệu không có nữa. Chà, chia sẻ rồi tiền A, tiền B, tiền C. Chị cứ nghĩ một bịch bánh tráng vậy nè. Ok, em mà ra ngoài chợ, em mua cái này cái kia tùm lum tùm la vô á, nó rẻ. Với cái này em vô tại bán, tại xưởng em mua để cho cái đồ ăn của em mình nó không ngon đi chăng nữa, nó cũng phải là vệ sinh, nó kỹ lưỡng. Có thể là chị thấy em bán chả điều gì đó, nhưng mà thật sự này mấy cái gỗ này là gỗ của công ty người ta đưa đó, chứ đâu phải gỗ của em đó. Cái đó là em muốn nói thường thật với lại mọi người nghe là vậy. Còn nhiều người cứ nghĩ ra là em bán em rất là lời, hoặc là em kiếm vốn rất là cao, nhưng không. Lời là phải lời, nhưng mà nó thật sự lời mà vượt trội là không hề có. Có nhiều người nói lời ngày cái 10 triệu, trời ơi, vô trong đó đi 10 triệu. Em nói thật, em làm như con trâu con bò, một ngày em chưa được 10 triệu. Nói thiệt, mọi người đuối lắm, mọi người vô vấn đề chính đuối lắm, mệt mỏi lắm. Trời ơi, ngồi mà ngồi quần quật, đi vô đi ra, sợ mọi người đứng mọi người chán. Cũng như cha nó làm khùng làm điên, cho mọi người khỏi bị nhàm chán. Nhưng mà mọi người biết á, cho mọi người lại đây mua bánh tráng, cho nó có xứng đáng cái đồng tiền. Nó thật sự mọi người mua em một bịch bánh tráng chứ rất là xứng đáng đồng tiền, mọi người biết không? Mọi người đang lo cho cha, cho mẹ em. Mọi người giúp cho em tạo mưu sinh trong một đám người trong đó. Một nhóm người trong đó là tổng cộng là gần 10 người. Mà bây giờ mà mọi người cắt một cái, mọi người không mua hay mọi người nghỉ bánh tráng em, là 10 người đó đều bị thất nghiệp. Em nói thật, mà đừng nói thất nghiệp mà một ngày nào đó mà mọi người không mua em nữa thì mọi người nhìn nè. Những nhân vật này là đều phải nghỉ. Đâu có chỗ dựa nuôi dịch tựa nữa. Em có nói với mọi người, cái này là theo cái hiện tượng mạng. Người ta đến được bao nhiêu người ta đến. Mà đến khi mai mốt mà hết đi chăng nữa rồi là hết thời á, thì mình cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không thể nào bắt chị ủng hộ em mỗi ngày được. Mà cũng không thể nào người ta theo mình cả đời. Ok, đi ra ngoài đi anh, đi ra ngoài đi. Cái vị trí đó của anh.
cách tiêu hiểu được điều đó. Nhiều người ta nói này nó kia lắm, nhưng mà mình nói là nó mù người á. Cái miệng đời không bao giờ kim trời mà còn giá không được, mà huống chi cái miệng đời.